Kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa. Hôm nay, ngày 14 tháng 5, năm 2024, thứ ba, tuần 7 Phục Sinh, Thánh Matthias, Tông Đồ Lễ Kính. Trích Tin Mừng theo Thánh Gioan. Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Yêu như Thầy. Trong sứ điệp gửi tới Đại hội Giới trẻ quốc tế tại Medjugorje, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh: phương thuốc đích thực cho những vết thương của nhân loại là lối sống dựa trên tình yêu thương huynh đệ, vốn phát xuất từ chính tình yêu của Thiên Chúa. Hạnh phúc lớn nhất của con người là yêu và được yêu. Đức Giêsu truyền cho các môn đệ phải yêu thương nhau như Chúa đã yêu họ. Tình yêu có sức mạnh chữa lành mọi tổn thương trong tâm hồn và kéo mọi người xích lại gần nhau hơn. Làm mọi việc với một tình yêu chân thành cũng là con đường giúp ta nên thánh. Thánh Matthias chúng ta mừng kính hôm nay cũng là người đã sống hết lòng với lệnh truyền yêu thương của Chúa. Ngài đã mang Kitô giáo đến miền Cappadocia, rồi bị đóng đinh vào thập giá ở Colossae. Tình yêu chính là động lực để thánh nhân can đảm dấn thân trong công cuộc loan báo tin mừng và chịu chết vì Đức Kitô. Lạy Chúa Giêsu, xin làm cho trái tim con đủ nhạy bén, biết nhận ra Chúa mới là nguồn hạnh phúc thật sự. Amen.